Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết, dự kiến tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu xăng dầu các loại trong 4 tháng cuối năm 2024 đạt khoảng 10,2 triệu mét khối tấn xăng dầu các loại, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Theo Bộ Công Thương, dự kiến trong 4 tháng cuối năm, tổng lượng xăng dầu sản xuất của hai nhà máy trong nước khoảng 6,6 triệu mét khối tấn và nhập khẩu khoảng 3,6 triệu mét khối tấn, trong khi lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước ước tính khoảng hơn 8 triệu mét khối tấn. Nếu không có yếu tố đột biến, nguồn cung xăng dầu năm 2024 đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu bám sát việc thực hiện tổng nguồn tối thiểu đã được phân giao và kế hoạch đăng ký theo từng quý để chủ động sản xuất, nhập khẩu, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống, điều tiết, đảm bảo cân đối cung cầu xăng dầu trên từng địa bàn, nhất là khu vực các tỉnh phía Bắc, nơi bị ảnh hưởng bởi bão lụt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung.